quá trình vận động thành lập hiệp hội được chia thành 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất từ năm 1990 đến năm 2000. Năm 1990, sau khi Liên Xô tan rã, trong lúc hàng chục vạn người Việt khác đang lo toan mưu sinh trên khắp các thành phố lớn của Liên Xô cũ, thì nhóm các nhà khoa học, nguyên là các cán bộ khoa học kỹ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam được đào tạo và công tác tại Liên Xô, tâm huyết với sự phát triển của đất nước, đã tụ họp ở Moscow, thủ đô Liên bang Nga, do ông Trần Xuân Tư chủ trì, đã bàn định kế hoạch khi về nước sẽ thành lập ra một tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ của đất nước. Năm 1992, Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Phan Đình Phùng ra đời do Bộ Tin học Việt Nam quyết định thành lập, bổ nhiệm thượng tá tiến sĩ toán học Nguyễn Quảng, chủ nhiệm bộ môn toán học bằng viện hậu cần Bộ Quốc phòng làm giám đốc. Đây là sự liên kết của nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Toán học Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Hậu cần của Bộ Quốc phòng. Năm 1995, ông Trần Xuân Tư hết nhiệm kỳ công tác ở Liên Xô trở về nước, nhận bàn giao giám đốc trung tâm trên từ đại tá tiến sĩ Nguyễn Quảng. Ông Trần Xuân Tư đã đầu tư nhiều công sức, tiền của mua sắm các trang thiết bị hiện đại